Ở tuổi lục tuần, bước chân leo núi của người thợ săn năm ấy, nay là tổ trưởng tổ bảo vệ rừng, nhưng vẫn vô cùng vững chãi. Địa hình rừng Hà Nam chủ yếu là núi đá, mỗi tháng phải đi tuần tra 2 lần, đi hàng tuần trong rừng, nhưng ông Hiên và nhóm bảo vệ rừng vẫn cảm thấy vui. Tuần tra và theo dõi vọc mông trắng, có đàn là đông nhất là chúng tôi quay chụp được là 12, 13 con. Nên coi như là anh em chúng tôi cũng rất cố gắng để làm cái công việc, tuy nó rất vất vả, nhưng anh em cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Suốt 30 năm qua, bước chân của ông Hiên đã đi mòn rừng Kim Bảng. Từng là thợ săn bắn, từng vào rừng bẫy thú, ông hiểu hơn ai hết nguyên nhân sự suy giảm số lượng các loài linh trưởng vốn trước kia rất đông đúc ở đây. Bằng kỹ năng đi rừng của mình, ông đã giúp cho các chuyên gia của tổ chức FBI nghiên cứu, thu thập dữ liệu, giúp bảo vệ an toàn cho hàng trăm cá thể vọc mông trắng còn sót lại ở khu vực rừng Kim Bảng, loài hoang dã quý hiếm đang bị đe dọa. Nếu không có thành quả làm việc của ông Hiên, chúng tôi cũng không có nhóm cộng đồng bảo vệ môi trường. Ông ấy là người lãnh đạo nhóm, cũng là tinh thần của nhóm đó. Không có tổ bảo vệ thì chúng tôi không có được dữ liệu theo dõi nơi con vọc sống hay chúng đang làm gì. Lực lượng chính để phối hợp với các xã vùng quy hoạch khu bảo tồn trong tương lai để hàng ngày tuần tra kiểm bảo vệ cái loài vọc mông trắng và bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Theo đánh giá của các chuyên gia, bảo vệ rừng, bảo vệ được sinh cảnh sống cho vọc, tức là bảo vệ được nguồn thức ăn, bảo vệ được hệ động thực vật phong phú và giá trị hệ sinh thái mà thiên nhiên ban tặng.